Tô tô vị phát xe tựa mặt chân răng sau sử dụng cho Hyundai Getz 1.1. Hàng xịn chính hãng của Hyundai. Chân thanh răng hay chân răng sau đấy. Chân thanh răng sau của Getz 1.1. Hàng xịn thì trên cao su có dập biểu tượng chính hãng đấy các bạn nhé. Đấy, trên thị trường giờ cũng có hàng là thay thế thì, để cách phân biệt dễ nhất là các bạn xem trên bên trong cao su đều có biểu tượng Hyundai, hàng liên doanh thì không có.